Thúy Vân này, mỗi lần có dịp bay quốc tế là Hoàng Ngân đều rất ấn tượng và thiện cảm với những khu phức hợp mua sắm giải trí trong sân bay hoặc bến xe khách của các nước phát triển như là Singapore hay là Hàn Quốc. Vừa đặt chân đến nơi thì chúng ta có thể lanh quanh cả nửa ngày vẫn không thấy chán vì có thể mua sắm và nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Vâng, như vậy đây sẽ là một tin vui cho chị Ninh Hoàng Ngân. Thưa quý vị, ngay tại Việt Nam chúng ta đã có mô hình phức hợp đặc biệt như vậy. Theo dự kiến chậm nhất là đầu năm 2018, bến xe miền Đông mới sẽ đặt tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và trở thành một trong những bến xe có mô hình thông minh nhất trên cả nước, có đầy đủ tiện ích và được kết nối đồng bộ với tuyến metro. Công trình này vừa chính thức được khởi công và thành phố Hồ Chí Minh đã quyết tâm đưa công trình sử dụng ngay trong năm nay. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những phác thảo tổng quan về công trình này. Không chỉ là bến xe, dự án có quy mô gấp 3 lần bến xe miền Đông hiện tại này còn là một quần thể phức hợp, bao gồm khu vực bến xe chính, kết hợp nhiều dịch vụ tiện ích mua sắm vui chơi giải trí. Đây là một trong những cái mô hình hiện đại, bến xe hiện đại của và áp dụng tất cả những cái mô hình tiên tiến của các bến xe hiện đại trên thế giới. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức tốt cái dịch vụ kho vận này để làm sao mà chuyển cái phần hàng hóa tách biệt với phần hành khách, để mà đem lại cho người dân tiện nghi, tiện ích tốt hơn. Giai đoạn 1 của dự án bao gồm xây dựng nhà ga trung tâm, khu vực đón trả khách, hạ tầng dịch vụ và hệ thống đường nội bộ kết nối với đường Hoàng Hữu Nam và quốc lộ 1. Bến xe cũng sẽ có nhiều phương thức vận tải hành khách công cộng tiên tiến như metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, tuyến xe buýt nhanh đi thành phố mới Bình Dương kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với các đô thị vệ tinh.